Mà cổ kêu ba ngấn đề. Mà cổ phải rõ ràng chứ cổ. Này chị em ơi, người đâu đến ở chùa này mà cổ kêu ba ngấn đề. Tinh chứ lông mày nét này, chứ lông mày nét ngang đây thầy tiểu ơi đến đi ở ấy mấy. Hát to lên nào, hát to lên. Người ở đâu ngày đến đi ơi, mấy chùa đấy mà chùa này cổ. Lại nhá, lại này, đây này. Đến ở ấy mấy chùa thế mà chùa này người ở đâu nay đến đi ơi, ở ấy mấy chùa thế mà chùa này cổ ý ơi cao ơi thế mà này cổ cao ba ngân ni ơi 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 đè lông mày chứ đôi lông mày mà nét ngang ấy mấy thầy tiểu ơi. Lại nhá, nhưng các chị phải hát to ra, hát to ra. Cố gắng hát to. Đấy. Và cái hát thị màu này là nó hát này. Tại vì chị chưa hát cái này bao giờ. Chào các chị. Đây chưa được nghỉ trưa đây. Nào chị ơi. Không. Này chị em ơi. Này chị em ơi. To lên. Này chị em ơi, người đâu đến ở chùa này mà cổ kêu ba ngấn đề. Lông mày nét ngang đấy thầy tiểu ơi, đến đi ở ấy mấy chùa thế mà chùa này. To lên. Người ở đâu nay đến đi ơi, à ấy mấy chùa thế mà chùa này cổ ý ơi cao ơi thế mà này cổ cao ba ngân ni ơi 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 đè lông mày chứ đôi lông mày mà nét ngang ấy mấy thầy tiểu ơi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật vào ấy mấy thầy tiểu ý ơi. Nào đến nhá. Đấy. Màu ơi. Tiếp là cái gì đây? Cái gì thế? Nhà mày có mấy chị em? Nhà tao ý ạ. Nhà tao có 9 chị em. Có ai như mày không? Không. Có mỗi mình tao. Chỉ có mỗi mình tao là chín chắn nhất nhà thôi đấy. Dơ lắm, mặc kệ tao. Tiếp này. Này thầy tiểu ơi, ra đây ăn với em một miếng trầu đã nào. Ôi, đáng trêu. Này thầy tiểu ơi, thầy nhớ táo dụng sân. Cả nhà cùng học điệu cờ Bình Thảo nhé. Mà em như gái rồi.
mà này thầy Tiếu ơi, thầy như táo rụng sân, à đâu cao non tiến trúc chứ. Thầy Tiếu ơi, cao non tiến trúc lòng đào, mà trầu tên cánh phượng đề. Ấy thiếp trao cho chàng đây thầy Tiếu ơi, tiễn đi chùm ấy mấy đào thế mà lòng đào. Quả cau non ni ơi chùm ấy mấy đào thế mà lòng đào. Châu y ơi tên mi ơi thế mà này châu tên cánh phượng y ơi 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 đẻ. Thiếp đi chào chữ này thiếp tôi chào, chào cho chàng ấy mấy thầy. Đấy nhá, chị này hát là nó phải lẳng lơ, hát cái điệu này nó phải lẳng lơ và nó phải có vuốt chữ một tí. Đấy, thí dụ ấy mấy thầy thầy Tiểu ơi. Châu y ơi tên mi ơi thế mà này châu tên cánh phượng y ơi 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 đẻ. Thiếp y chào chữ này thiếp tôi chào, chào cho chàng ấy mấy thầy thầy Tiểu ơi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật vào ấy mấy thầy thầy Tiểu ý ơi ý ơi. Cả nhà chia sẻ thả tim tặng hoa. Thầy Tiểu ơi, sao đây ăn với em một. Quan trọng nhất là chị phải nói to lên thì nó mới hay được nhá, nói to. Vâng ạ. Cứ mạnh dạn ạ. Cứ mạnh dạn lên. Quan trọng nhất mình cứ hát to lên để cho nó quen đi. Đúng không ạ? Chàng Nguyễn Hòa. Này chị em ơi. Cả nhà thả tim ạ, thả tim và chia sẻ nhá. Người đâu chưa được nghỉ đến ở chùa này. Mà cổ kêu ba ngân đề. Chứ lông mày nét ngang đây thầy Tiểu ơi, tên đi ở ấy mấy chùa thế mà chùa này người ở đâu này đến đi ơi ở ấy mấy chùa thế mà chùa này. Cổ ý ơi cao ơi thế mà này cổ cao ba ngân đi ơi 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 đẻ. Lông mày chứ đôi lông mày mà nét ngang ấy mấy thầy Tiểu ơi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật vào ấy mấy thầy Tiểu ý ơi. Mau ơi, thế có ai như mày không? Chỉ có mình tao là chín chắn nhất nhà thôi. Dơ lắm màu ơi. Mau kệ tao. Thầy Tiểu ơi, ra đây ăn với em một miếng trầu đã to lên. Tiếp. Này thầy. Thầy Tiểu ơi. Câu non tiến trùm. Tiến trùm, trùm, trùm. Tiên trúng lòng đào, mà châu tên cánh phượng đề. Tiếp trao cho chàng đây thầy Tiểu ơi. Tiên đi trúng ấy mấy đào thế mà lòng đào.
y quả câu non y em tiên y ơi chùm ấy mấy đào thế mà lòng đào châu y ơi tê mi ơi thế mà này châu tìm cánh phượng y ơi 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 đệ thiếp đi chào chữ này thiếp tôi chào chào cho chàng ấy mấy thầy thầy tiểu ơi niệm nam mô a di đà phật tôi niệm nam mô a di đà phật vào ấy mấy thầy thầy tiểu ý ơi mau ơi gọi luôn nhá gần được rồi đấy ạ hay đấy thầy tiểu ơi cùng ơi ăn với em một miếng trầu rồi rồi bỏ mõ đấy em gõ cho nào cái chỗ đấy là hết đúng không ạ sau khi đã ấy mấy thầy thầy tiểu ý ơi bắt đầu mình nối cái trống 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 cái lên xong là đứng lên chào là xong thôi nhé. Đó, ý là thầy tiểu y ơi thế là vô vô xong là ngã ngã và vô trượt ấy vô trượt xong bà kia bà đứng dậy là mình hết mà. À, xong thêm một cái là gõ keng keng ấy. Ai em nói là hết kỷ phải gõ người đấy thôi là thêm câu đấy em phải gõ keng keng một cái người đâu mà cứ thấy cái là chạy thế chạy là chạy cái là xong rồi đứng lên thế là cái thế là ta chào rồi đúng rồi thì nó cái đoạn đấy hay đấy chị nói hỏi không thầy tiểu y ơi thế xong là cái bài chạy nhá kia thầy tiểu thầy tiểu thầy tiểu tùng 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 thế thôi vâng vô trượt xong bắt đầu vào cái bài đứng lên bài chạy nhá thì và thì dính rồi đứng bài chạy xong bắt đầu vào thấy là nên kết thúc của cái đoạn là tôi phải bắt được tận tay không 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 dài quá thế thôi không đủ thời gian đến đây nhá nếu như mà tính đến đây là đã gần 10 phút rồi chị gì rồi. Hiện nay là cái phần năng khiếu nhé chỉ được 8 phút. 8 phút. Thế còn cái gì cắm bạn tiểu hoa quả thì hoa mới được 15 phút. Này xong quả xong bắt đầu là phải để bảo với cả ban giám khảo cho thêm một tí. 10 phút ít phải được 10. Chị lấy xem không quá 8 phút. Mà năng khiếu ấy. Cái quy chế mới là 7 phút. Nào, ta làm một lượt nữa nào, các chị nào. Từ đầu nhá. A Di Đà Phật. Nói to đi, nói to cho em một tí nữa. A Di Đà Phật. Cứ từ đầu đi, từ đầu một lượt đi. Tôi thị màu. Tôi thị màu. Chị thấp quá. Tôi thị màu. Tôi. Tôi thị màu mộc. Tôi thị màu. Tôi thị màu. Con gái phú ông. Thế nhá, ở đấy nhá, chứ hơi thấp quá. Thầy nhà mẹ tôi chia sẻ tôi cảm ơn các cô chú các bác rất là nhiều tiền cùng gào lên anh thân chùa học tiền cúng A Di Đà Phật nói to lên A Di Đà Phật nói chanh chua lên tí bạch nhà sư trong ấy cho chúa tiểu ra nhận lễ để tôi còn về để nào. Cho tôi nhé để cho tôi còn về nào Mô Phật A Di Đà Phật chào cô lên chùa nói to lên này, khấn nguyện thập tam phương bảo tam bảo Như Lai của ai tam bảo Như Lai của ai phúc nấy A
Di Đà Phật. Khấn nguyện thập phương kính trình Tam Bảo, lòng người có đạo đem của cúng triền, trăm nén cũng biên, một đồng cũng kể. Tuy vân bạc lễ đảm kiên thành tâm, Phật tổ này, Phật tổ giáng lâm, quỷ thần chứng chiếu, A Di Đà Phật. Phật. Đấy, kéo dài đi, hồn nền. Này chị em ơi. Tất cả sao mà hai sao nào ha? Lại lại như cái chị nhé. Chị em ơi, người đã đến tu chùa mà đẹp như sao băng thế. Nói. Sao lại khen tiểu đẹp thế màu ơi? Đẹp thì người ta khen chứ sao? Này chị em. Sao nào lại này chị em ơi, nào hai bạn sao đấy, nó có cái, nó nói rồi không ở trong này biết đây, nó nói có ừ. Nó nói hết rồi. Sao người đâu đến ở chùa này mà cổ chưa được nghỉ và luôn nhé. À, ấy lông mày nét ngang đây thầy tiểu ơi, đến đi ở ấy mấy chùa thế mà chùa này người ở đâu ý, này đến đi ơi ở ấy mấy chùa thế mà chùa này cội ơi cao ý, ơi thế mà nay cổ cao ba ngân ni ơi 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 đè lông mày chứ đôi lông mày mà nét ngang ấy mấy thầy tiểu ơi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy mấy thầy tiểu ý ơi. Mau ơi. Cái gì thế? Nhà mày có mấy chị em? Nhà tao mấy à? Nhà tao có 9 chị em. Thế có ai lẳng lơ như mày không? Thế có ai như mày không? Chỉ có mình tao là chính chắn nhất nhà tôi đây. Dơ lắm. Mặc kệ tao. Đấy. Có cái ngấm nguyết một tí. Thầy Tiểu ơi. Thầy Tiểu ơi. Ra đây ăn với em một miếng trầu đã nào. Này thầy chưa Tiểu ơi. Cầu non tiến trúng lòng đào. Mà trầu tìm cánh phượng đè. Đây nhá, này, cái chỗ này cái gì này. Mà trầu tên cánh phượng đề. Ấy thiếp chào cho chàng đây thầy tiểu ơi tiễn đi chụm. Đấy nhá, lại câu đấy nhá. Này thầy tiểu ơi. Mà bác nào học hát chèo dậy. Tiễn chụm lòng nào. Mà trầu tên cánh phượng đề. Ấy thiếp chào cho chàng đây thầy tiểu ơi tiễn đi chùm ấy mấy đào thế mà lòng đào ý quả ý quả cau non ý em tiễn đi ơi chùm ấy mấy đào thế mà lòng đào chầu ý ơi tê mi ơi thế mà nay trầu tìm cánh phượng ý ơi ơi
chữ này thiết tôi trao, trao cho chàng ấy mấy thầy thầy tiểu. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật vào ấy mấy thầy thầy tiểu ý ơi. Thầy tiểu, thầy tiểu, thầy tiểu, thầy tiểu. Thùng, 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 thùng. Thầy tiểu. Thầy tiểu. Thầy ăn với em một miếng trầu đá. Rồi, rồi. Không, 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 đừng nói cái đấy nữa. Xong chị bồ chộp mà trượt một phát là ngẩng lên một phát xong là kia thầy tiểu, thầy tiểu, thầy tiểu. Thùng, 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 thùng. Thế thôi, chị đừng nói thêm cái câu kia làm gì. Có vẻ hát tiến bộ hẳn lên chị. Không, bởi vì là cái này nó cái hát nó bình thản này nó rất là khó hát, bởi vì lời nó rất ít mà nó chỉ có ia đấy chị ạ. Nó ia nó khó là khó ở cái ia đấy. Ví dụ đến đến đi ơi à đấy. Vâng ạ, chị về trước ạ. Dạ dạ dạ. Đấy, cố gắng không cơ bản là có giọng rồi mình bây giờ là nhịp chứ không đến lúc là mình không đúng nhịp nó lại sai với nhạc rồi kết hợp với múa nữa thì diễn nữa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào Hoàng Đạt, chào chị Mười. Này chị em ơi, người đâu đến ở chùa này mà cổ kêu, mà cổ kêu này cổ... này thầy tiểu ơi, này này thầy tiểu ơi, người đâu đến ở chùa này mà cổ kêu ba ngắn kề. Đấy lông mày nét ngang đấy thầy tiểu ơi, đến ở ấy mấy chùa thế mà chùa này ý người luôn, chùa này ý người, người ở đâu ý này đến đi ơi à. Ấy mấy chùa thế mà chùa này cổ ý ơi cao ơi, thế mà này khổ cao ba ngân ý ơi ơi ơi, ơi đè lông mày chứ đôi lông mày mà nét ngang ấy mấy thầy thầy tiểu ơi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật vào ấy mấy thầy thầy tiểu ý ơi. Ok, cần được đấy nhá, chị nhớ nhịp chỗ đấy nhá. Nào chỗ cuối nào. Là của mình thì vẫn chưa làm được chỗ này thầy tiểu ơi, người đâu đến ở chùa này mà cổ kêu ba ngắn đề. Ấy lông mày nét ngang đấy thầy tiểu người ở đâu, 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 này đến đi ơi à, ấy mấy chùa thế mà chùa này cổ ý ơi cao ơi, thế mà nay cổ cao ba ngân ni ơi ơi ơi, đè lông mày chứ đôi lông mày mà nét ngang ấy mấy thầy thầy tiểu ơi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật vào. Ấy mấy thầy, thầy tiểu ý ơi. Chỗ cuối đi. Này thầy tiểu ơi, cầu non tiến chúng lòng đào, mà trầu đêm cánh phượng. Trồng đêm cánh phượng để. Mà trầu đêm cánh phượng để. Mà trầu đêm cánh phượng để. Tiếp trao cho chàng đây thầy tiểu ơi, tiên trùng ấy mấy đào thế mà lòng đào ơi. Ý quả luôn. Lòng đào y quả câu non y. Em tiễn đi lại rồi đấy nhá. Nào. Tiễn chủ trùng ấy mấy đào thế mà lòng đào y quả. Y quả. Lòng đào y quả câu non. Nào. Tiễn trùng ấy mấy đào thế mà lòng đào y quả câu.